Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay lại mắc chơi cả nhà. Lại chuyên một cái. Đấy, đây, qua nào. Hôm nay dìm cá cái bao này hay là ấy? Hay là ngâm ra thau? Làm sao để dìm được cá bao ấy? Một thau ngâm, một thau dìm. 20 cân đấy. Một nửa ngâm, một nửa dìm thau, một nửa dìm túi hả? Anh ơi, giờ mà nó bùa ra thì tuổi đấy. Nó ra em làm sao được? Túng chặt cái miệng ra. Cái túi đấy anh buộc chặt xong anh cho là thau. Đi khênh ra đi ngâm. Túng chặt kệ nó. À anh cứ quấn lên xong anh ấn nó xuống đáy. Anh úp ngược cái túi xuống này. Hôm nay cái ngoan nên lại phải cố mọi người ạ. Nó mưa mắt trời. Mưa mắt trời thì lại cố làm chứ mai ngày kia nó nước kém là cái nó không ngon rồi. Nước kém là cái óp rồi nên là không làm mắm nó sẽ không ngon. Chào Nam nhá. Ông Thực chào Nam đi. Ông Thực ơi. Nam có ăn chuối không? Ra đây ông Thực cho lái kìa. Ra đây chơi. Đem khênh. Nam có ăn chuối tây không? Anh quặt đi. Em chị em nào rảnh chiều nay ra làm cái họ nhá. Cái dừa bằng nước mưa mọi người thấy sướng. Bấy nước mưa này. Bấy nước mưa nhà mình bao nhiêu khối anh? Bao nhiêu? 8 khối. Ông bà giỏi quá. Giỏi làm sao được bằng thằng Nam. Nó tí tuổi đầu nó đã gọi là đầu tư thế đấy. Mình con cái con còng thì giỏi gì. Nam nhỉ. Mấy lần gọi mua thuốc thì chả thấy ấy gì. Chào em Huyền. Xin chân thành cảm ơn tour du lịch công ty du lịch Huyền Hướng đã đầu tư cho công ty sản xuất mắm cái Duy Thực chai nước La Vi để đựng mắm cái. Mấy hôm livestream quên chưa cảm ơn được nhà tour du lịch Huyền Hướng. Chị Thiên ơi, hôm nay em lại làm 20 cân nữa chị ạ. Báo cáo với cả nhà là hôm trước làm 16 cân nên là đi một đơn là xong rồi. Mọi người gửi đi xa thì Tâm sẽ làm mắm khô cho mọi người mang đi nhá. Đi miền Nam hay là đi xa thì mang mắm giã khô đi. Xong đến nơi mình sẽ kèm theo một cái công thức pha đun nước sôi với lại muối. Xong rồi pha vào cái bình nước mắm khô đấy là mọi người sẽ để một tuần là mọi người sẽ có thể ăn được. Bà có lấy chai không? Có Nam ơi, cho bà chai nhá. Phùng Vượng xin chào. Nhà cháu nhiều chai La Vi lắm. Ok, chiều nay có bỏ vào túi toa cho ông Thực đi đánh bóng Thực xin nhá. Xin cái chai La Vi đấy nó sạch. Chai La Vi của mọi người đựng nước ấy nó sạch. Về không phải đánh ở bên trong. Toàn dùng chai La Vi của nhà cô Huyền du lịch, Huyền Hướng du lịch. Được. Anh ngửa lên xong anh đậy bó cái cối, bê cái cối đá xuống. Cối đá trên đầu anh này. Đè. Ôi trời. Nhà ai có cái cối to hơn nhỉ? Cái cối ngày xưa nhà mình vẫn dạo chết rồi. Anh đừng, để em lấy cái lồng bàn. Ngửa lồng bàn lên xong bơm đầy nước vào thì nó không chui lên được. Nhà ai có cái cối to mà ngày xưa nhà mình hay giã giò đấy nhỉ, mà bây giờ mọi người không dùng đến nhỉ, mách cho mình để mình mua một cái. Dạ.
qua cái ngấn này nó không bám được. Với nó bám vào cái ngấn này. Tiếp tục nhận hàng mắm cái Minh Tâm cả nhà nhá. Sẽ làm liên tục để không để cho ai đến mua mắm mà bị nhỡ. Mọi người nhìn này, cái ngon chưa? Đấy. Mẹ cái ngon quá, phải cố làm chứ thế này là nó cũng hơi dậu chứ chết rồi. Ôi. Làm buổi chiều là nó cũng hơi mệt đấy. Hôm qua đi về lại còn bị say xe nữa mọi người ạ. Mọi người hôm nay không được khỏe bằng mọi ngày. Nhưng mà được cái lai mắt trời. Chốc sẽ mượn thêm một nhân viên nữa. Hôm trước cũng phải bổ sung một nhân viên đấy. Nhân viên không thích xuất hiện cho nên là lúc làm cái không quay cho mọi người xem được. Nhân viên bí ẩn. Không muốn lộ diện. Cả nhà tiếp tục ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ôi, cái chắc lắm mọi người. Chắc, chắc nhìn con cái là biết nhá. Chắc nịch luôn. Ôi. Mọi người mua về làm hoặc mua về ăn ấy, cũng phải chọn nhá. Đừng mua cái loại cái mà người ta cứ có nhiều cái gọng đó đấy là không phải cái ăn nào của mình đâu. Cái đấy là người ta pha cái ở bên Hải Phòng ấy. Đây này, nhìn cái cái của mình nó chắc như này này, mọi người nhìn thấy chưa? Con cái nó vàng như này này nhá. Nhìn nhá, cái mình của nó có hơi có màu xám xám như này này. Chị đừng có mà cứ gọng cứ đỏ au lên xong rồi đứng ở trong chậu nó cứ cong cả cái chân lên đây là cái kém rồi này. Nhìn cái mình đằng sau của nó này. Đấy. Nó phải chắc nịch như thế này này, ấn cái móng tay vào nó không thụt được con cái này này mọi người nhá. Ấn cái móng tay vào đây này nó không thụt được đây này, rắn như cái hạt ngô thế này này mới là cái chắc. Còn mọi người mà mua mà mọi người chỉ cần cầm con cái này, mọi người chỉ cần bóp con cái phát thế này mà nó đã lún được cái mai nó vào với cái yếm thế này là ráp vào nhau thế này là vứt đi nhá mọi người nhá. Mình đừng có mua cái loại đấy về làm. Ăn mắm nó vừa hôi và nó lại kể cả làm giã canh cũng thế không muốn ăn. Mình thì có thâm niên về mua cái rồi cho nên là mình nhìn con cái là mình biết ngon hay không. Kể cả mọi người có giã mắm ấy, cho công thức nhiều người nhưng mà giã mắm vẫn bị hỏng. Mọi người mà ai mà giã mắm xong ấy mà để chỉ cần 3 ngày sau mà chụp cho mình hoặc là quay cho mình cái chum mắm là mình biết mọi người cái mắm này của mọi người có ngon hay không, có đủ lượng muối hay không nhá. Mình chỉ cần nhìn cái nước nó nổi lên một tí ở trên mặt của cái bình mắm cái của mọi người ấy. Đây này, ví dụ như bình của mình như này, mọi người nhìn cái bình mắm cái của mình ngâm đây này. Đấy, như thế này mới là mắm đủ chất lượng và công thức chuẩn về muối, nước và cái. Còn mọi người mà làm mắm mà chỉ cần chụp cho mình cái màu của nước mắm ở trên cái bình đấy là mình biết là mọi người làm mắm bị sai ở chỗ nào, ngon hay không ngon. Vậy là chuyên gia mắm cái Minh Tâm nha. Riêng cái mắm cái này thì mình khẳng định cái thương hiệu không thể nào sai lệch được, cho mọi người cứ yên tâm. Còn vì sao mà nó có màu vàng nhé mọi người nhé? Thứ nhất là cái cái này này, nó cái mùa mà cái nước nó đang, họ đang bừa ruộng ấy để cấy ấy, cái màu đất nó rất là nhiều. Nó ăn nhiều thì nó phải nhiều dưỡng chất ở trong. Nó ăn màu đất nhiều thì nó phải nhiều dưỡng chất. Mà cái cái ở bãi Phù Sa ấy thì nó vàng cái như thế này thì ở cái gạch của nó rất là vàng. Cho nên là cái gạch của nó vàng thì nó mới có cái nước vàng được, mắm nó mới vàng được. Còn mọi người mua cái đen hoặc cái đỏ thì mọi người làm mắm, một là nó sẽ có màu rất là xấu, hai là cái nước mắm nó sẽ rất là hôi, nó không thơm như là cái này đâu. Cái này mình cứ làm xong mình phơi ở đây là mọi người
Đi qua đây đã ngửi thêm mùi thơm. Đi qua cái vại mắm phơi này đã ngửi thêm mùi thơm. Chú có công nhận không? Ông chú này là đã từng mua mắm cay. Chú có mua mắm cay ở đâu? Quy Cao. Mặn rắc không ăn được. Hôm nọ là bác có làm chú một chai mang về ăn rồi. Cảm nhận của những người đã từng ăn mắm cay mua. Hao cơm năm. Hôm nay nhìn đi rau muống mưa này nó ngoài ấy, họ bán này non ấy, nghĩ chấm mắm cay thì rất là ngon. Bác Thuyên này, em gửi mắm ở nhà dì Thanh xong rồi dặn bác Hiên bảo là lấy thì đưa cho cả chị một thẻ, hoặc là bảo Thanh bảo là nếu Thanh tiện Thanh cầm cho bác Thuyên họ đấy. Bác Thuyên nhận được mắm chưa? Lại quay cho mọi người xem quả mít toàn nhỉ. Kinh quả mít này phải mười mấy cân hả chú? Hay có được chú cân không? Mười mấy cân không? Toàn nhỉ. Quả này lại ở gốc nữa, không biết có ngon. Cây mít thì năm quá nhưng nó không được ngon lắm mọi người. Mũi nó mỏng. Xin chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Kinh doanh làm nghề thành công, phát triển. Chúc cô Huyền ngày nay nhận vài tour du lịch nữa nha.